Sau nhiều lần bị truy quét, tại sao phim mới vẫn sống sót? Phim mới là một trang phim lậu lớn nhất Việt Nam. Trang phim này cung cấp đến người xem đa dạng các thể loại phim trên thế giới, có phụ đề tiếng Việt và hoàn toàn miễn phí. Những bộ phim chiếu trên truyền hình hay thậm chí là mới ra rạp cũng được cập nhật nhanh chóng trên trang web lậu này. Mặc dù nhiều lần bị truy quét và đánh sập, thế nhưng web phim mới tỏ ra vô cùng lì đòn khi vẫn tiếp tục hoạt động nhờ chiến thuật kim thiền thoát xác, đổi tên miền liên tục, qua đó giúp cho chủ nhân của nó thu lợi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách Tinh Gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Phim mới đã trở thành vua lì đòn như thế nào? Năm 2022, theo nghiên cứu của Media Partners Asia, Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực sau Indonesia và Philippines về tỷ lệ vi phạm bản quyền trên không gian số. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng trên môi trường số, việc bảo vệ tác phẩm gốc khỏi bị sao chép hoặc sử dụng sai mục đích trên mạng Internet ngày càng trở nên phức tạp. Những bộ phim truyền hình bị xé nhỏ, cắt vụn, cùng ghi chú gây sốc để câu view. Hiện tại có khoảng 200 trang web chiếu phim vi phạm bản quyền, với hàng tỷ lượt xem mỗi năm, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng từ tiền quảng cáo. Để đối phó với các cơ quan quản lý nhà nước, tội phạm liên tục nghĩ ra nhiều hình thức mới để đánh cắp bản quyền như livestream, streaming. Nổi lên trong số đó là trang phim mới.net, một trang phim lậu lớn nhất Việt Nam. Trang web này chuyên cung cấp đến người xem những bộ phim bom tấn của nhiều nước trên thế giới, có phụ đề tiếng Việt và hoàn toàn miễn phí. Những bộ phim chiếu trên truyền hình hay thậm chí là mới ra rạp cũng được cập nhật vô cùng nhanh chóng trên trang web này. Được biết, người đứng đầu website phim mới.net là Nguyễn Tuấn Tú, quê ở Lâm Đồng. Tú đã xây dựng website phim mới.net từ 2014 để chiếu phim trực tuyến miễn phí trên nền tảng mạng Internet. Để có nguồn thu bất chính, Tú cùng các kỹ thuật viên lập trình đã sao chép và trình chiếu các tác phẩm điện ảnh có bản quyền đến công chúng và kinh doanh quảng cáo sản phẩm trên trang phim lậu này. Trước khi bị các nhà mạng Việt Nam chặn truy cập, phim mới.net thường xuyên lọt top những trang web có lượng truy cập lớn nhất Việt Nam. Theo thống kê của Similarweb, phim mới đứng vị trí thứ 13 trong danh sách những trang web được người Việt truy cập nhiều nhất năm 2019. Theo Similarweb, trước khi chặn, phim mới có khoảng 60 triệu lượt truy cập trang mỗi tháng. Vào thời gian cao điểm, mỗi tháng website xem phim lậu này có tới 100 triệu lượt truy cập trang. Năm 2019, K+, BHD và Hiệp hội Điện ảnh Mỹ đã cùng nhau nộp đơn tố giác tội phạm đối với trang web lậu, phim mới. Đây là vụ kiện hình sự đầu tiên. Đến tháng 8, 2021, trang web chiếu phim lậu, phim mới bị khởi tố hình sự. Tuy nhiên đến nay, gần 4 năm trôi qua, vụ việc vẫn chưa được xét xử. Để tiếp tục hoạt động sau những lần bị sập web, phim mới đã có nhiều lần thoát xác, sống sót dưới nhiều cái tên đa ná nhau. Sau khi phim mới bị đánh sập lần 1 năm 2020, thì quay lại thêm hai chữ Z thành phim mới ZZ, rồi khi bị đánh sập lần 2 năm 2021, tiếp tục quay trở lại bằng cách thêm một chữ Y thành phim mới YZZ. Tương tự, cứ mỗi lần bị đánh sập, phim mới lại tiếp tục tạo một tên đa ná nhau và tiếp tục hoạt động. Thu lợi hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng. Trên thực tế, thu nhập trên trang web phim mới là bao nhiêu thì chưa thể xác định được. Đây là vướng mắc lớn nhất. Được biết, phim mới không thu phí của người dùng mà kiếm tiền từ quảng cáo. Nhưng các nhãn hàng cũng như dòng tiền trả quảng cáo đều từ nước ngoài, không có đại diện thương mại tại Việt Nam. Vào trang phim mới izz.net, đập ngay vào mắt người xem là quảng cáo cờ bạc. Trong đó, ngay trên đầu trang hiển thị quảng cáo cho sòng bạc trực tuyến L với các thông tin hấp dẫn như tỷ lệ cược cao nhất thị trường, mỗi ngày nhận miễn phí 200 triệu đồng, bao gồm dịch vụ bao lô, đánh đề, game xổ số, sòng bạc trực tuyến, game slot, bắn cá, đấu thể thao, đá gà, đua ngựa. Dưới trang, bên trái là quảng cáo game bắn cá, bên phải quảng cáo cho nhà cái N cũng chuyên dịch vụ cá cược thể thao ảo, lô đề, casino. Bấm ngẫu nhiên vào nhiều bộ phim đăng tại đây, trong 5 giây đầu tiên người xem bắt buộc phải coi quảng cáo của sòng bạc online. Theo tìm hiểu của tuổi trẻ, lý do khiến những website phim lậu như phim mới tìm cách sống sót bất chấp vi phạm pháp luật là bởi tiền thu lại từ các banner quảng cáo và content quảng cáo khá là thơm tho. Theo bảng báo giá của phim mới.net được thu thập bởi một số người trong lĩnh vực quảng cáo, lượng truy cập phim mới.net tháng 3 năm 2020 là 27.875.518 người. Bảng giá banner của phim mới có giá cao ngất ngưỡng, vị trí thấp nhất 150 triệu đồng một tuần, cao nhất lên đến 2 tỷ một tuần. Theo bảng báo giá này, với 36 vị trí banner mỗi tháng thì ông chủ phim mới có thể thu về cả trăm tỷ đồng nếu các vị trí được lấp đầy. Ngoài việc bán banner,
Truyền hình K Cộng, đơn vị sở hữu nhiều bộ phim bị chiếu lậu trên phim mới từng tính toán, với kho phim lên tới cả chục nghìn, trung bình mỗi phim gắn bao quảng cáo thì mỗi tháng phim mới thu gần 15 tỷ đồng bất chính. Như vậy, chỉ trong vòng gần 10 năm kể từ khi thành lập trang web năm 2014 đến nay, dù nhiều lần bị đánh sập sau đó lại lập trang mới, đổi tên, ước tính doanh thu riêng mạng quảng cáo của trang web phim mới lên đến 1.700 tỷ đồng, nhưng chưa ai công nhận cách tính này vì chưa có quy định chính thức. Chi phí duy trì gần như bằng không. Không chỉ có doanh thu khủng, ít người biết rằng để duy trì một trang phim lậu với doanh thu hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng, chủ nhân của nó chỉ bỏ ra rất ít chi phí. Cụ thể, thay vì đầu tư máy chủ lưu trữ phim, các trang web phim lậu tận dụng tài nguyên của các ông lớn như Google, Facebook để lưu trữ và phát lại, từ đó tạo ra hình thức kinh doanh vốn không đồng. Tuy nhiên, cách làm này dần trở nên lỗi thời khi Google có một số biện pháp để ngăn chặn. Ngoài ra, cách làm trên cũng phát sinh một số chi phí và không đảm bảo tính ổn định cho web phim lậu. Vì vậy, người làm web lậu phải bỏ tiền mua những tài khoản Google Drive không giới hạn dung lượng của sinh viên với giá từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng để lưu trữ. Bên cạnh đó, Google có cơ chế khóa những liên kết với lượng truy cập tăng bất thường. Điều này khiến các web lậu mất thời gian chuẩn bị nhiều liên kết, phòng ngừa trường hợp bị khóa link và vô số các rủi ro về bản quyền khác. Nhưng với Facebook, mọi chuyện lại khác. Chủ web phim không phải bỏ bất kỳ chi phí nào để lưu trữ trên nền tảng này. Anh Thái Sơn, một lập trình viên website tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trước làm trên Google Drive, họ phải bỏ một đồng vốn mới có 4 đồng lời. Bây giờ với Facebook, họ không cần bỏ một đồng vốn nào nữa mà hệ thống còn ổn định hơn nhiều. Theo phân tích kỹ thuật của anh Sơn, đầu tiên các chủ web phim chỉ cần tạo một fanpage trên Facebook, đăng tải những bộ phim ở chế độ riêng tư để tránh việc Facebook quét bản quyền từng bộ phim, bởi mạng xã hội này không xét bản quyền các video riêng tư, anh Sơn nói thêm. Sau khi hoàn thành bước đăng tải, chủ web phim sẽ thực hiện stream, phát phim về trang web bằng cách kiểm tra mã nguồn trang Facebook có video. Tuy nhiên, liên kết này có tuổi thọ nhất định. Cụ thể, sau 4 tiếng, Facebook sẽ làm mới chúng một lần. Thế nhưng, chỉ với một vài dòng code đơn giản, chủ trang web đã có thể tạo ra công cụ tự động lấy liên kết mới nhất từ Facebook mỗi khi người dùng xem phim. Theo ghi nhận, hầu hết trang web phim lậu vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn như phim mới, phim bất hủ đều chuyển sang sử dụng server video của Facebook thay thế cho Google. Trong số đó, nhiều trang cố tình ẩn đi liên kết Facebook để không bị lộ nguồn lưu video, tránh việc bị một trang khác đánh cắp. Và như thường lệ, ứng dụng JW Player, phần mềm stream phim trứ danh trong giới web lậu cũng được sử dụng để tạo, trình phát đẹp mắt cho trang. Phần mềm này được bán với giá 1.000 đô la mỗi năm. Tuy nhiên, để cắt giảm toàn bộ số tiền bỏ ra, chủ web phim lậu thậm chí còn bẻ khóa luôn cả phần mềm hỗ trợ này. Như vậy, hai vấn đề gây tốn kém nhiều nhất để làm web phim là server, máy chủ và mua bản quyền phim đều được chủ các website phim lậu giải quyết với số tiền bỏ ra gần như bằng không. Vấn nạn vi phạm bản quyền tại Việt Nam. Theo luật sư Phan Vũ Tuấn, pháp luật Việt Nam quy định các biện pháp xử lý, chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm bản quyền khá đầy đủ và bao quát trên cả lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính. Đối với hành vi khai thác, sao chép, sử dụng, trình chiếu, truyền đạt các tác phẩm điện ảnh ra công chúng không được phép của chủ thể quyền và kinh doanh quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trái phép trên các bộ phim có bản quyền nhằm thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn như phim mới.net, người thực hiện hành vi có thể bị xử lý về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định tại Điều 225 Bộ Luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến 1 tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Đồng thời, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Bên cạnh đó, chủ thể thực hiện hành vi phạm tội vẫn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp chủ sở hữu quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường theo thủ tục tố tụng dân sự đối với những hành vi vi phạm pháp luật của mình gây nên. Phó Chủ tịch Hội Sở hữu Trí tuệ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, như vậy, ngay cả khi đang chấp hành hình phạt tù và mức phạt tiền tối đa là 1 tỷ đồng, người phạm tội vẫn có thể phải bồi thường thiệt hại cho các chủ sở hữu nếu tòa án quyết định chấp nhận yêu cầu bồi thường của các chủ thể. Tuy nhiên, như những gì chúng ta đã nói trước đó, phim mới vẫn hoạt động và các đối tượng đứng đầu vẫn chưa bị xử phạt. Trước phim mới, Hiệp hội Điện ảnh Mỹ MPA cũng từng cung cấp thông tin về một trang web phim lậu đăng ký máy chủ tại Hà Lan do người Việt quản lý, gây thiệt hại rất lớn cho ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ. Theo nghiên cứu của MPA, trang web xem phim lậu phổ biến nhất trên thế giới, 123 Movies, Go Movies, thường xuyên đổi địa chỉ tên miền và được điều hành ở Việt Nam.
Thống kê của Alexa vào tháng 3 2017 cho thấy trang web này xếp hạng thứ 184 thế giới và thứ 90 tại Mỹ, với 98 triệu người truy cập hàng tháng. Hiệp hội Điện ảnh Mỹ đã gửi yêu cầu lên Công an Việt Nam đề nghị điều tra các đối tượng vận hành trang này. Tuy nhiên đến nay, việc có xử lý được hay chưa vẫn còn là một ẩn số lớn. Thống kê của Liên minh chống vi phạm bản quyền thuộc Hiệp hội Công nghiệp Video Châu Á và YouGov thực hiện cho thấy 60% người Việt xem phim trên các nền tảng vi phạm bản quyền. Mức độ vi phạm tăng lên đến 65% ở nhóm người dùng từ 18 đến 24 tuổi. Theo trang Advanced Television, mức độ vi phạm bản quyền tại Việt Nam hiện cao hơn các nước láng giềng như Malaysia hay Indonesia. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!